không biết là ba vị trí còn lại sẽ thuộc về ai đây nào. Xin mời B336. Tiếp theo thì bọn em sẽ cử ra ba chiến binh, đó chính là em, chị Gina em và Mon Hoàng Anh. Vâng, xin mời Mon Hoàng Anh, Gina em và Winner. Và bây giờ 40 phút bắt đầu. Đừng bấm luôn. Ưu tiên cho Minh Sù. Minh Sù là người đã có số điểm cao nhất trong vòng thi đấu vừa qua. Em giỏi quá phải không? Và ưu tiên cho hội người cao tuổi, xin mời bạn. Hội người cao điểm, ok. Dạ. Ok. Bây giờ nhiều quá, 40 câu thì chọn số 6 ạ. Xin mời quý vị theo dõi hình ảnh sau đây. Rồi, xong đây luôn. Là địa danh nào trên thế giới? Rất dễ. Trời ơi, hay quá. Lưng Đôn. Cầu này ở Lưng Đôn. Lưng Đôn đúng không? Hết chưa? Hết rồi đó. Lắm nè. Nè, trả lời sai là bị mất. Nhưng mà trả lời sai là mất hết 2 điểm. Ở đây là cầu thấp Lưng Đôn. Ở Anh. Ở Anh. Chắc không? Chắc. Ở Lưng Đôn có Anh không? Bạn trai em chỉ. Bạn trai. Bạn tên là Ngọc Trai em chị. Thì nó em chắc câu mà. Trời ơi, nói như vậy khán giả người ta hiểu lầm. Dạ, bạn Ngọc Trai em chị. Và đáp án là cầu thấp Lưng Đôn. Chính xác, chúc mừng bạn. Trời ơi. Loài động vật nào sau đây mà có mắt to hơn não? A. Đà điểu. B. Kangaroo. C. Lạc đà. Hết rồi. Bấm đi mọi người ơi. Anh nói chắc chắn là đà điểu á. Thường là những người tóc xoăn họ rất là thông minh. Cho nên là nào Hoàng Anh bấm đi con. Mạnh mẽ lên, sao con bấm không được hả? Chuông hư rồi mọi người ơi. Đâu? Ấy được nè. Đấy. Được nè. Bắt buộc bạn phải trả lời. Ủa? Đúng, bạn sẽ được cộng hết 1 điểm. Sai, mất hết 3 điểm. Em vô tội. Còn biết tội. Tôi chỉ biết là chuông reo ở đâu là tôi trả lời ở đó thôi. Tôi đảm bảo là con đà điểu. Thì đúng rồi, tại con đà điểu cái đầu nó nhỏ xíu. Thì đó, đà điểu. Dạ. Bạn trai em chị tiếp. Dạ. Dạ, tụi em quyết định lựa chọn câu A. Dạ vâng. Con đà điểu. Con đà điểu. Và đà điểu là đáp án. Sai, thật nhất mà sai. Chính xác, chúc mừng Thu. Rồi, công nhận em thương bạn trai em sợ. Thứ 9 đi, để cho em đi cho xa. Chính. Dạ, anh em thương nhau nha. Vĩnh cửu. Câu hỏi số 9. Vì sao đàn ngỗng trời thường bay theo hình chữ V? A. Tiết kiệm sức lực. B. Để khỏi lạc đàn. Và C. Để không đụng cánh vào nhau. Hết. Sao không bấm đi mấy đứa? Em thiết nghĩ là anh em bảo vệ cái chuông của anh trước nhá. Cái này là mánh khóe đúng không? Đây. Thí dụ như nếu mà không trả lời được với cái hai người kế bên. Rồi thí dụ như trả lời sai là mất hết điểm rồi sao? Gia tài của mình không biết giữ. Câu C. Em mới đứng lên thôi mọi người. Câu C. Câu C đúng không? Thiệt, câu C. Không phải, đúng là cái để khỏi lạc đàn. Mà chắc chắn là tụi nó sẽ phải biết bay chung với nhau rồi. Chúng ta lại tiết kiệm sức lực thì không có liên quan gì hết. Đúng mà. Rồi là là đó, để không đụng cánh chung nhau mới là cái đó. Câu C à. Ủa không phải hả? Trời sao lắc đầu dữ vậy ngon? Câu A. Câu A, con gửi cho câu A hả? Chỉ luôn, đó, hay chưa? Nè, cẩn thận nha, đây là đội chủ nhà. Nhiệm vụ người ta giữ là 10 triệu đó. Đúng không mọi người ơi? Một là đạt cộng thêm 1 điểm, hai là mất trắng. Em nghĩ vậy nè, em cũng khá tin tưởng cái cô gái đó. Em nghĩ là em chọn câu A. A, tiết kiệm sức lực, chính xác. Ôm cái. Đó, chưa gì qua à. Đó. Trời ơi. Rồi em chọn đi. Rồi số cuối cùng đi, số 40 đi. Nhân vật chính trong tác phẩm Đời Thừa của nhà văn Nam Cao làm nghề gì? A. Đạp xích lô. B. Nhà văn. Và C. Là hát rong. Hết. Môn Hoàng Anh. Em xin trả lời là câu B. Nhà văn ạ. Nhà văn, chính xác. Chúc mừng bạn. Con tù. Chọn số 21 ạ. Hỏi như sau. Đại kiện tướng cờ vua đầu tiên của Việt Nam là ai? A. Đào Thiên Hải. B. Nguyễn Ngọc Trường Sơn. Và C. Lê Quang Liêm. Hết rồi đó. Yên tâm, mình không có gì để mất hết. Mình mới không điểm à. Em mất cái vị trí này ạ. Em mất cái vị trí này. Không lấy điểm. Con bình tĩnh, con nhờ sự hỗ trợ của bạn con. Đúng không? Ừ, cái gì cũng được hết á. Chúng ta là những người bạn mà. We are friends. Yeah. Ok. Đáp án của bạn là A, B ạ. B. Chắc chưa? Dạ, B. Ê, Nguyễn Ngọc Trường Sơn là đáp án. Chúng ta là bạn. Sai. Bạn hả? Hôm nay chúng ta chính thức cắt mối quan hệ này. Về nhà unfriend liền. Vâng. Tại chúng ta chỉ còn có 15 phút thôi. Và số điểm hiện tại như sau: anh Ngọc Trai được 7 điểm đang dẫn đầu. Sau đấy là anh Minh Sù 5 điểm. Tiếp theo là Gina em 2 điểm. Tiếp theo nữa đó là Mon Hoàng Anh 1 điểm. Và đội sổ chúng ta ngày hôm nay là Winner. Nghe là Winner nghe sướng ha. Sao được 0 điểm. Chấp Winner chọn luôn á. Thương quá mà, thương quá mà. Chọn số 7 ạ. Chứ nãy giờ đâu mất tiêu à. Câu hỏi số 7. Nhà khoa học nào phát minh ra thuốc nổ? A.
Isaac Newton. Ủa, có Isaac này. B. Alfred Nobel. C. Albert Einstein. Hết. Vậy là câu B ạ. À? Chính em đã lựa chọn câu Alfred Nobel. Chính xác. Xin chọn số 39. Xin mời quý vị theo dõi hình ảnh sau đây. Nhìn kỹ nha, nhìn kỹ anh em ơi. Có gì nữa? Chỉ có 10 giây thôi. Có bao nhiêu con cá nhỏ trong hình vậy rồi? Biết ngay mà, biết ngay. Em đã đếm rồi. Bao nhiêu con cá nhỏ nha? Ủa, mất luôn rồi hả? Chưa, dạ, chưa hết đúng không? Anh chưa hết. Hết không? Chưa hết. Thì anh nói chưa hết rồi đó. Anh nói rồi á, trai trả lời đi em. Không á, nói là chưa hết mà. Thì anh nói chưa hết, trong chữ chưa hết nó có chữ hết. Đây rồi. Trong chữ chưa hết nó có chữ hết. Không tính đâu. Phải tính. Hết rồi. Rồi, hết rồi đó, bấm đi, nói đi. Chưa, bây giờ anh mới nói hết. Anh nói chưa hết rồi. Ngọc trai, trả lời đi. Tạng dở quá, hồi nãy mình có đếm. 8 con đúng không? 8 con đúng không? 8 con đúng không? Đẹp vậy. 8 con đúng không? Là đáp án. Tám con cá đã mang về 8 điểm cho Ngọc Trai. Bạn còn 2 điểm nữa, cố lên nào. Quá là khủng khiếp. 2. 2. Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới, hai hàng chân ngọc duỗi song song. Đây là hai câu thơ trên của Hồ Xuân Hương nhắc đến trò chơi dân gian nào? A. Ném còn. B. Đấu vật. Và C. Nén đu. Hết. Ủa, nhấn đại thôi chứ. Đánh đu. Tì đè luôn, tì đè luôn. Nào, Su, trả lời đi. Thì cái gì mình phải phân tích nè. Đó, bây giờ hai hàng chân ngọc duỗi song song. Giờ duỗi đi, duỗi. Đó, bốn mảnh hồng quân bay phấp phới. Là ừ. Phải không? Thì kiểu đấu vật là không phải rồi. Đúng rồi, đấu vật là có hai thằng này. Ném còn là gì? Ném còn, ném còn là ném từ xa nè. Đúng rồi, đúng rồi, ném đi nè. Nó không có ví dụ song song đâu. Ừ. Đúng. Phân tích là... như bạn nào rất là logic á. Đúng, đúng, đúng. Em nghĩ là câu C. C, đánh đu là đáp án. Chính xác, chúc mừng Xu. Hoa bồ cập vàng còn có tên gọi khác là gì? A. Hoa sake. B. Hoa muồng hoàng yến. Và C. Hoa hoàng mai. Hết. Xin mời chị nè. Câu B. Hoa muồng hoàng yến. Hoa muồng hoàng yến, lần đầu tiên tôi nghe cái tên này luôn á. Ừ. Và B là đáp án. Chính xác. Wow. Wow. Em chọn số 20. Nút là đơn vị dùng để đo đại lượng nào trong ngành hàng hải hàng không? A. Áp suất. B. Chiều dài. Và C. Vận tốc. Hết. Xin em. Em lẹo quá. Lẹ quá. Dạ là C. Vận tốc. C. Vận tốc. Không phải bạn gái nữa. Chính xác. Nhanh nào, chúng ta chỉ còn 8 phút nữa mà thôi. Dạ em chọn số 38. Xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh sau đây. Phim gì đây ta? Phim hoạt hình. Phim hoạt hình. À, hãy để đánh nè. Nè, nè, chú ý vào tất cả những chi tiết. Hãy cho biết bông hoa trong đoạn clip rồi có bao nhiêu cánh. Trời ơi. Trời ơi. Winner. À, thêm. Theo cái gì nữa? 7. Thêm là lại là 6 cánh. 6. Không có hoa là 6 cánh chứ. Hoa người ta vẽ 5 cánh, ngôi sao 5 cánh. Ra gì tới sáng. Anh Hoàng anh câu giờ quá. Trời câu giờ quá, lẹ lẹ đi chứ trời ơi. Để hỏi tại. Trời giỏi. Chính xác 6 cánh hoa, chúc mừng bạn. Cô 30 ạ. Làng nào được nhắc đến trong bài thơ Bên kia sông Đuống của nhà thơ Hoàng Cầm? Trời nghe quen quá. Làng lụa Vạn Phúc. B. Làng gốm Thổ Hà. Và C. Làng tranh Đông Hồ. Hết. Bấm đi trời. Bài này là bài làng tranh Đông Hồ. Làng tranh Đông nét, Hồ. Nét 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 nét. C. Là đáp án. Chính xác. Số rồi trời ơi. Còn 1 điểm nữa trời ơi. Chính rồi, chính rồi. Tới. Bao nhiêu? Câu số mấy? 37. Ừ, cứ lật lùi đi. Ừ. Người xưa thường nói tiền cam hậu khổ hậu cam cam là nói về vị thuốc đông y nào? A. Cam thảo. B. Tam thất bắc. Và C. Nhân sâm. Bấm đi trai. Hết. Không biết má ơi. Hết kìa. Hết kìa. Mà không biết. Biết trả lời đâu. Em. Trả lời đi em. Dạ là B. Tam thất bắc. Tam thất bắc. B. Chính xác. Quá dữ. Chúng ta chỉ còn 5 phút nữa mà thôi. Cố lên nào. Em chọn số 18. 18. Hãy cho biết có bao nhiêu con vọc trong bức hình. Hết. À, coi bé nơ trả lời nè. Nơ trả lời đi em. Một là lên hình hai nè. Em trả lời là 6. Em yêu số 6. Từ đến giờ em toàn nói 6 rồi. Em đang nói 6 ai? 6 á. 6 à. 6 trời già cả nghe. 6. 6 con vọc. Đáp án là 6 con. Yeah. Chính xác. Trời ơi cái hình này chơi ghê không? Có con vọc nhú cái đầu rồi. Nút nút chiếu rồi. Xin mời Minh nè. Thôi bên ơi, chọn đi em. Đi em. Em chọn số 15 ạ. Trong tên của danh họa Leonardo da Vinci thì chữ Vinci có nghĩa là gì? A. Tên của một trường phái hội họa. B.
tên của mẹ và C tên của một địa danh. Hết. Bên ơi, bên ơi, hay quá bên ơi. Câu C ạ. À, đó chính là đáp án chính xác, tên của một địa danh. Một tỉnh thuộc nước Ý. Em chọn câu số 34 ạ. 34. Ở khu vực châu Á, quốc gia nào tổ chức Thế vận hội đầu tiên? A. Hàn Quốc, B. Singapore và C. Nhật Bản. Hết. Rồi. Câu C Nhật Bản ạ. C Nhật Bản là đáp án chính xác, chúc mừng bạn. Nào một trai cố lên, chúng ta chỉ còn có 3 phút nữa thôi. 1 điểm nữa được 10 triệu. Dạ luôn. Dạ em chọn số 17 ạ. Số 7. 17 ạ. 17. Đây, hình ảnh này xin mời quý vị cùng tham khảo. Câu hỏi như sau: trong bức tranh Ngũ Hổ của dòng tranh dân gian Đông Hồ, các con hổ không mang sắc lông màu nào? Chú ý, không mang sắc lông màu nào? A vàng, B xám, C đỏ. Hết. Bên ơi. À, em chọn câu số A, câu B ạ. Câu B đúng không? Câu B. Winner chọn câu B là màu xám, màu vàng, màu đỏ là sử dụng khá nhiều trong tranh đồng hồ. Nếu như xám thì chính xác. Hay ba ba. Chỉ còn có hơn 2 phút nữa mà thôi, cố lên nào. Trời ơi, cố lên. Furoshiki là môn nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản về lĩnh vực gì? A cây cảnh, B gói quà và C làm gốm. Hết. Một là bạn sẽ được 10 triệu, hai là mất trắng hết toàn bộ, đổ sông đổ biển hết, bởi vì chúng ta chỉ còn có 2 phút nữa là hết giờ rồi. Kính thưa tất cả quý vị, hãy hướng mắt về màn hình. À, cái này là đồ quý gì? Cây cảnh, gói quà hay làm gốm? Hãy hướng mắt về kính khí cầu màu vàng rất nổi bật. Chúng ta đang đến với sự trả lời quyết định một ăn hai thua của Ngọc trai trai bạn trai tôi. Và câu trả lời của tôi cho câu hỏi này, đáp án từ từ thôi nha, suy nghĩ cho kỹ nha, chứ 10 triệu lần đó. Ừ, 10 triệu, 10 triệu lần đó. Ừ. Đáp án của tôi đó chính là câu B đó. Liệu đó có là phải là gói quà hay không? B 10 triệu hay là không điểm đây? Thần linh ơi, hãy phù hộ. Bung lụa ra. Đúng rồi, B336 cầu nguyện đi. Càng lên trước. Nếu như chúng ta mất 10 triệu dành tặng cho đội khách mời ngày hôm nay, coi như B336 nhịn ăn cơm hay chưa? Đáp án là 10 triệu hay mất điểm, 10 triệu hay không điểm, 10 triệu hay không điểm. Chúc mừng Ngọc Trai.